các anh chị. Buổi sáng hôm nay thì Thắng đang làm video ở nhà. Hy vọng rằng là video này thì sẽ góp một phần nào đó vào cái việc mà xây dựng cái thị trường chứng khoán Việt Nam ngày một gọi là phát triển bền vững hơn. Thưa anh chị, là hôm nay thì em làm cái video này á, không nói về thị trường, cũng chẳng nói về cổ phiếu, mà em lại nói về một vấn đề khá là khác, đó là nói về điều 314 trong Bộ luật hình sự, nói về cái tội không tố giác tội phạm. Anh chị có đặt câu hỏi là tại sao hôm nay thằng khùng này nó lại nói lung ta lung tung không ạ? Em hy vọng rằng là video này sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, nhiều chia sẻ, và có thể video này em nói tới sẽ đụng chạm một số vấn đề, nhưng mà em sẽ nói tế nhị thôi. Thực tế thì tất cả chúng ta đều là đồng phạm, đây là một vấn đề khá là nóng, nhạy cảm hiện tại tại bây giờ đã xảy ra. Thì theo quy định của điều 314 về tội không tố giác tội phạm ấy, thì những người nào mà biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại điều 313 của bộ luật này đang chuẩn bị hoặc đã mà không tố giác thì được coi là tội phạm, có thể từ phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Và về mặt hành vi thì là không tố giác tội phạm là hành vi của một người biết rõ một tội phạm được chuẩn bị đã thực hiện mà không tố giác với cơ quan có thẩm quyền. Nghe chẳng giống đâu cả. Alo, nghe chưa anh Tuấn ơi? Nghe chưa? Alo. Alo. Rồi ạ. Thực tế thì hôm qua lấy cái ý tưởng này là cũng từ anh Tuấn, ngồi nói chuyện với anh Tuấn, thì cũng muốn là có một cái video nào đó nói về những cái gọi là cái vấn đề của thị trường liên quan tới một số những cái điểm nóng mà nhức nhối trên thị trường. Video kín cũng được, nhưng mà thực ra em không nghĩ thế. Thì lấy ý tưởng này từ anh Tuấn, thì hôm nay em mới sáng sớm thì cũng dậy sớm đọc mấy thứ linh tinh, rồi ngồi hôm nay có nói chuyện với anh chị thêm một vấn đề nữa, đó là cái vấn đề là những cái điểm nóng nhức nhối. Nó khá là tế nhị, có thể là nhiều khi mọi người trong chúng ta, thì như bản thân em là người trong dân tài chính lâu năm, cũng như là một số anh chị em mới tham gia thị trường tài chính thì sẽ ngại. Nói chung người Việt Nam mình thì thường là sẽ là ngại đụng chạm, ngại nói ra những thứ mình cảm thấy là nó sẽ gây ra cái khó khăn cho mình, gây ra những cái bất lợi cho mình, và chính bản thân em cũng không ngoại trừ câu chuyện đó. Chính vì thế nên chúng ta không lên tiếng, chẳng nói gì hết, kệ nó thôi. Ok, đồng ý, đó là một giải pháp, một cái cách chọn rất là tốt cho tất cả mọi người, Tuy vậy thì đương nhiên là về mặt cá nhân thì sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ đến quyền lợi của mình, nhưng về mặt chung của xã hội, thì đâu đó sẽ làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam mình ngày một nó là phát triển bền vững, chả bao giờ bền vững được. Thì có người sẽ nói với em là ui, thị trường mà sẽ có cái này có cái khác, nhưng mà đâu đó thì em vẫn rất là khá là băn khoăn mình có nên nói hay không nói, bởi vì nói có khi là bị ảnh hưởng đến cái quyền lợi cá nhân của mình, ảnh hưởng tới nhiều cái nhóm lợi ích sẽ có thể là sẽ làm khó mình. Vậy thì em không nói rõ vấn đề gì hết, em nói chung chung vậy. Em nói đây là nó một cái vấn đề đó là mọi người chúng ta đang biết hiểu về vấn đề, ai cũng biết, ai cũng nắm, nhưng đang vô tình cổ súy cho cái trào lưu đó, cái phong trào đó. Cái điển tích của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được ghi lại, một thánh giống lớn nhanh như thổi sẽ được ghi lại. Nhưng trước khi nó được ghi vào điển tích, nó được ghi vào lịch sử về cái sự lớn nhanh như thổi, thì chúng ta phải nói với nhau rằng, phải làm rõ với nhau rằng chính chúng ta, chính anh chị em và cả bản thân mình, bản thân Thắng nữa, cũng đang là những người cổ súy cho cái phong trào và cái trào lưu đó. Vì vậy nếu như chiếu theo luật thì tất cả chúng ta đều là đồng phạm, và nếu tất cả chúng ta đều là đồng phạm, đều là những người không thực sự tham gia thực hành, hoặc có thể có một số thành phần trên thị trường này đang tham gia thực hành, thì trong luật hình sự quy định rất là rõ ràng rồi, thì chúng ta sẽ là đồng phạm, Thực ra nếu nói đúng hơn ai hết á, phần lớn chúng ta vi phạm vào điều 314 về tội không tố giác tội phạm. Còn vấn đề đồng phạm á, thì chỉ có một số thành phần thôi, Nhưng ở đây em nói ra không phải là để miệt thị, cũng không phải là để phê bình, bởi vì tất lẽ gì ngấu thị trường tài chính thì nó luôn có những vấn đề này, vấn đề khác. Tuy vậy thì làm rõ ra với nhau để biết rằng nếu như sau này chúng ta có bị thiệt hại, chúng ta có bị mất mát tiền bạc, chúng ta có việc đưa ra cái quan điểm đánh giá rằng là thị trường thế này, thị trường thế kia, thì thực tế ở đây mà nói, đó chính là lỗi của mỗi chúng ta. Bởi vì đơn giản là chúng ta luôn luôn cổ súy cho những cái hành động đó. Sau những cái hành động như thế thì sẽ tiếp tục sẽ có những cái hành động khác, bởi vì nó giống như là một câu chuyện, đó là tạo ra cái tiền lệ. Khi tạo ra tiền lệ rồi thì giả định như bản thân tôi, Thắng, là một người chủ doanh nghiệp, cũng muốn rằng là thổi giá lên, bơm thổi lên để làm gì? Để kiếm lợi ích cá nhân, tôi hiểu lợi ích cá nhân cho mình. Chả có ai dám nói tới. Tôi không hiểu tại sao, bản thân tôi cũng, Thắng cũng chẳng hiểu tại sao mà chả ai nói tới, mặc dù nó rất là rõ ràng ra như thế. Có người nói rằng là đó là lợi ích chính trị, đó là lợi ích này lợi ích kia, đó là suy diễn, đó là không đúng. Đó chính là do chúng ta thôi, chứ chẳng do ai hết. Do chính ta, chúng ta biết không dám nói, không dám phát biểu. Chúng ta biết, chúng ta vẫn có khi là góp sức cố súy, thì nó gọi là đồng phạm, Vì vậy sau này nếu như mà chúng ta có mất mát, nó có những cái vấn đề liên quan tới là thị trường nó khó khăn, nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện, nó là tác động của câu chuyện là ở cái chợ vùng quê này, nó tính chất gọi là lệ làng của cái vùng quê này nó quá như là tồi tệ, thì các tổ chức họ sẽ rời bỏ. Và thì gần đây chúng ta đang thấy câu chuyện các tổ chức đang rời bỏ thị trường. Vậy thì nói cho cùng, thực ra không phải tổ chức họ không dám nói đâu, họ có nói nhưng họ thấy rằng là chả làm được việc gì hết. Một cái buổi họp tại HOSE gần đây, một số tổ chức họ có nói về vấn đề này, nhưng chả ý nghĩa gì đối với lại thị trường chứng khoán Việt Nam cả, và cũng chẳng ai dám mở miệng nha, hay là gọi là có ý kiến cá nhân của mình, có cái nhận thức cá nhân của mình về cái câu chuyện thị trường nó đang diễn biến, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta mặc định chấp nhận, mặc định cố súy cho những cái hành vi, những cái việc mà bơm thổi giá. Bởi vì ai cũng nhìn thấy câu chuyện bơm thổi, rõ ràng là nó như thế, nhưng mà không ai dám phát biểu, và thậm chí là còn nhiều người còn cổ súy và cùng góp sức vào đó, đu bám vào đó, cùng nhau giao dịch ở đó. Cá nhân mình và nhóm những anh chị em cùng giao dịch luôn cho rằng là coi như không tồn tại, coi như không có cái sự việc đã diễn ra, nhưng thực tế coi như không được, thực tế không được, bởi vì nó ảnh hưởng đến các tổ chức còn bị ảnh hưởng thiết thân. Bởi vì năm cuối năm 2016 thì gần như là các quỹ mà mô phỏng chỉ số là bị fail hết, bị lỗi hết. Bởi vì tại sao lỗi? Tại vì nó đi theo một cái chiều hướng hoàn toàn khác, các tổ chức không có thanh gióng trong danh mục, vì thanh gióng đi nhanh quá, thổi nhanh quá, lớn nhanh quá, dẫn đến câu chuyện là các tổ chức không kịp và trở tay, nên là việc mô phỏng chỉ số bị lỗi. Cái value hoặc là cái nap hoặc là cái việc là cái bám sát thị trường của các cái chỉ số mô phỏng ETF, nên cuối cùng thì chuyện gì đến nó sẽ đến, cái gì đến nó cũng sẽ đến. Nhưng chúng ta ngồi đây nói với nhau để làm rõ với nhau rằng là do chúng ta, không phải do ai hết. Rồi chúng ta nếu như có gặp những cái thiệt hại giống như là cổ phiếu TTF, giống như cổ phiếu Dreamhouse ngày trước cái đợt suy giảm khá là mạnh, khủng khiếp của TTF. Nếu anh chị nào biết cái thương vụ TTF, chúng ta sẽ thấy được cái việc mà suy giảm kinh khủng sau cái đợt mà báo cáo cái chuyện là Gỗ Trường Thành làm láo trong cái báo cáo tài chính. Thì rồi sau này đừng than khóc, đừng bao giờ than khóc, bởi vì đơn giản đó là chúng ta phải dám làm thì dám chịu trách nhiệm với cái hành vi của mình. Chúng ta nói ra đây là để mục đích là như vậy. Và sau này nữa, ví dụ như là thị trường có diễn biến theo hướng khác đi, theo cái hướng mà khó khăn hơn, không phát triển một cách bền vững được, thì tất cả đều do hành vi của chúng ta mà nên thôi. Ví dụ như sau khi mà bơm thổi giá của TTF lên tới 40.000 một cổ phiếu, 40.000 một cổ phiếu, thì chỉ trong vòng từ ngày 19 tháng 7 tới ngày 19 tháng 8, trong vòng một tháng, giá TTF từ 42 rớt về 8.000. Vậy ai là người sẽ chịu trách nhiệm trong cái đợt suy giảm này? Chính chúng ta thôi, chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm thôi, bởi vì chúng ta đang cổ suý cho những cái hành động không được tích cực, thiếu tích cực, không dám lên tiếng sợ chịu trách nhiệm, sợ bị trùi dập. Có thể em lên tiếng như hôm nay có thể sẽ bị trùi dập, sẽ bị nói, sẽ bị phê bình, sẽ bị thế này, bị thế kia, nhưng mà không lên tiếng thì cái việc mà yêu ngành yêu nghề của mình thể hiện ở đâu? Chả thể hiện ở đâu hết, bởi vì nói được nhưng chẳng dám làm. Em đồng ý với mọi người là thừa giấy vé voi, thừa thời gian thì nói bậy, đồng ý là như thế, nhưng mà em cũng phải nói, cũng sẽ nói, và sẽ nếu là đã là làm người gọi là một lít quản lý một cộng đồng, sở hữu một cộng đồng, quản lý một cộng đồng và thúc đẩy phát triển một cộng đồng, thì chúng ta phải làm cho cộng đồng ngày một phát triển hơn, ngày một giàu mạnh hơn. Thì anh chị nào có xem qua video này thì sẽ để lại những cái cảm nhận, những cái đánh giá của mình, và cũng để lại những tiếng nói của thiết thân của cá nhân mình về những cái câu chuyện, những cái gọi là những phát hiện ra những cái dấu hiệu mà mang tính chất gọi là vi phạm, thì nên để lại cái cảm nhận của mình. Bởi vì xã hội bây giờ là xã hội thông tin, xã hội bây giờ là xã hội là chung tay lại để mà gì, để mà thúc đẩy phát triển xã hội. Cũng giống như cái phương pháp của Thắng đang nói là câu chuyện đó là mình đầu tư không chỉ là đầu tư để kiếm được lợi ích, mà hãy đầu tư theo hướng đó là bỏ đồng tiền của mình ra thúc đẩy phát triển xã hội. Thì thế thì xã hội xung quanh ta, chúng ta làm không phải vì chúng ta, mà chúng ta làm vì thế hệ các con các cháu chúng ta nữa. Đó mới là thứ các anh chị cần phải nhìn nhận vấn đề, chứ còn chỉ là tư hữu cá nhân. Đương nhiên chính vì chúng ta thúc đẩy cái vấn đề tư hữu cá nhân nên nó được đưa lên cao trào, thì nó sẽ dẫn đến là khi chúng ta không nói, không hành động, không làm gì hết thì sẽ là vô hình dung, sẽ là gọi là vi phạm. Cái nó rõ là vi phạm đấy, vi phạm cái việc là biết tội phạm nhưng không tố giác tội phạm. Hơn thế nữa, chúng ta là những người lại còn cố xúi thì chúng ta sẽ là đồng phạm, và rồi dẫn đến những cái kết cục mà sau này nếu như mà mà kinh tế không phát triển được, kinh tế có điểm nóng này điểm nóng khác, thì tất cả đều do cái hành vi của chúng ta, những con người tham gia, những thành phần, những tổ chức đang tham gia, và thậm chí cả những nhà tạo lập đang là người cùng chung với thị trường nhưng không nói, không ý kiến, không ý kiến. Đó là vấn đề mà khá là nhức nhối, khá là đau răng. Nói chung là nói đùa thì nó gọi là khá là đau răng. Khá là đau răng thì nên có ý kiến, nên nói, nên thể hiện chính kiến của mình. Ai cũng sợ, ai cũng ngại thì chẳng ai nói hết. Tổ chức nó nói, có nói đấy, nó không phải không nói đâu, nó dám nói và nó dám phát biểu đấy. Nhưng mà nó cảm thấy nói chẳng đi đến đâu cả. Nhưng nếu cộng đồng cùng nhau nói, cùng nhau đưa ra để làm rõ vấn đề, thì liệu các cơ quan quản lý có đứng ngoài cuộc không? Có đứng ngoài cuộc trong những cái vấn đề mà đau răng như bây giờ không? Đó, anh chị cũng nên suy ngẫm về những cái thứ mà Thắng nói, Thắng đang chia sẻ. Cái việc chia sẻ đó sẽ trả gì hết, bảo vệ quyền lợi cho chính chúng ta và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường về mặt dài hạn. Bởi vì rất nhiều người bảo thủ và có quan điểm rằng là thị trường nó là như thế, nó là như thế là không đúng, nó không đúng như thế. Nó là như thế là bởi vì là chúng ta mặc định cho rằng là chúng ta không có trách nhiệm gì với thị trường hết, không có trách nhiệm gì với thị trường tài chính, cũng chẳng có trách nhiệm gì với chính cái cộng đồng, chính cái một bảo là vẫn là hô hào với cái khẩu hiệu là phát triển bền vững, nâng hạng thị trường, đúng không? Rồi tái cấu trúc doanh nghiệp, rồi yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo phát triển bền vững. Đây anh chị, đây là báo cáo phát triển bền vững của Vinamilk. Đây, báo cáo phát triển bền vững tức là luôn luôn yêu cầu các doanh nghiệp lớn phải làm những điều mà gọi là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm cộng đồng. Báo cáo phát triển bền vững tức là có tư duy phát triển bền vững, nhưng chính những cái chủ thể trong thị trường không làm tốt điều đó, không đưa ra vai trò của mình trong những cái câu chuyện đó là quản lý một cách sát sao thị trường, đưa ra một cái khung pháp lý nó hợp lý trên thị trường để dẫn dắt thị trường đi theo một cái hướng phát triển bền vững, mà một phần nào đó là buông xuôi, không chấp nhận. Nói chung là những người thành phần tham gia thị trường thì mình chỉ nói được cái cảm quan cá nhân thôi, còn việc mà thay đổi thị trường đó lại làm cả một câu chuyện khác của cả một cộng đồng cùng với chung tay. Gần như là Thắng đang nói chuyện nhưng mà mọi người không dám có ý kiến gì hết, không có một ý kiến gì về cái câu chuyện này, chẳng ai dám nói cả. Mọi người ai cũng sợ liên lụy trách nhiệm, liên lụy đến chính bản thân mình, liên lụy tới gia đình, nên là không phát biểu được, không dám, không nói được. Nhưng rồi thì cái gì nó đến, nó sẽ đến thôi. Cái gì bảo là tìm cách để mà cá kiếm cũng dễ thôi, không có khó, chuyện nó không khó. Nhưng mà chuyện mà thúc đẩy một thị trường phát triển dài hạn thì đó là một câu chuyện nóng và các tổ chức họ cũng thua rồi. Nói chung là các tổ chức họ cũng thua với thị trường chứng khoán Việt Nam rồi, chỉ còn là hy vọng thôi. Thì vậy thì đương nhiên là thì với cá nhân góc độ của mình thì nói thì cũng đến gọi là bỏ đó thôi, thì cảm thấy nó thua rồi thì rời bỏ thôi. Nhưng mà cái chuyện rời bỏ với lại cái chuyện đam mê nó bị mâu thuẫn, nên là mình sẽ đưa ra những ý kiến từng bước, sẽ đưa ra những ý kiến, những cái gọi là không phải là sách trắng mà gọi là trứng trắng. Có một cái video nhạc trắng là nói những cái vấn đề nhức nhối của kinh tế xã hội. Đây anh chị có bao giờ được nghe qua những cái dòng nhạc trắng này không? Thì mình muốn nói đến vấn đề là trứng trắng tài chính. Đây ạ, sẽ đâu đó sẽ về lâu về dài sẽ có những cái nhìn nhận lại về sách trắng thị trường. Không thể không nói được. Nói chung là không nói tức là vô tình cổ suý cho nó. Thì nói lại những cái điểm này thì sẽ tập hợp lại những câu chuyện của TTF. Ai sẽ là người chịu thiệt hại trong giai đoạn mà TTF giảm từ 43 về 8? Không chỉ đơn giản chỉ là các cá nhân mà các tổ chức cũng chịu thiệt hại. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Ai chịu thiệt hại trong cái thương vụ mà giảm giá của Dream House? Ai chịu thiệt hại từ cái thương vụ giảm giá của Dream House? Các anh chị chứ ai? Các tổ chức chịu chứ ai? Ai chịu thiệt hại từ cái thương vụ ngày xưa mà ba con A bị giảm? Môi trường xanh An Phát lâu ngày xưa. Đó là một vấn đề. Thì có như vậy, có loại bỏ bớt đi, có thanh loại, có những phương pháp để loại bớt, loại bỏ như đi những doanh nghiệp bây giờ là xác sống trên thị trường, loại đi những cái thương vụ mà gọi là gieo rắc vào thị trường, những cái thương vụ gọi là lớn nhanh như thổi thì thị trường mới phát triển một cách bền vững được. 1000 mấy trăm cổ phiếu bây giờ tốt nhất á, thì nên xem xét lại xem những doanh nghiệp nào không đủ điều kiện thì Huy nên biết đi, cái đó sẽ làm dễ cho các anh chị em mà đang tham gia đầu tư, các tổ chức tham gia đầu tư, bởi vì có thế họ bớt đi những cái tèm nhem ở trên thị trường. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là những cái thương vụ nào mà có dấu hiệu của chuyện là gọi là thổi giá thì nên có cơ quan tổ chức, có những cơ quan quản lý vào cuộc làm rõ và công khai cái thông tin, làm rõ đó bằng việc là kiểm tra về cái giao dịch xem là nó như nào, coi có đúng là mang tính chất thị trường hay không, hay là mang tính chất gọi là bơm thổi làm giá, và mục đích của chuyện làm giá đó là như nào. Cuối cùng khi mà thiệt hại thì quy trách nhiệm cho ai? Ví dụ như sau này, ví dụ như trong những thương vụ, ví dụ như TTF giảm giá, các doanh nghiệp bị thiệt hại, các tổ chức bị thiệt hại, cá nhân bị thiệt hại, thì ai là người gây ra thiệt hại và nêu rõ trách nhiệm của chuyện thiệt hại đó nó như thế nào. Rồi cơ quan quản lý, trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu? Tại sao không làm rõ những chuyện đó mà chúng ta chỉ ngồi hô suông, nói suông rằng là thúc đẩy thị trường, nâng cao quan điểm lên là thúc đẩy phát triển bền vững. Bền vững nó nằm ở từ những hành động, từ những cái bước chân, từ những cái quy trình. Vậy quy trình không chịu làm, hành động không chịu tiến tới thì khi nào mới phát triển bền vững được? Chúng ta muốn một thị trường chứng khoán phát triển bền vững, muốn là kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển, mà chúng ta không làm, không có ý kiến gì hết, không một ai có ý kiến, không một tổ chức cá nhân nào có ý kiến làm rõ những vấn đề đó. Rõ ràng trước mắt chúng ta ai cũng nhìn thấy được câu chuyện là rõ ràng có cái dấu hiệu của chuyện bơm thổi, cái dấu hiệu của cái câu chuyện, cái này tôi không khẳng định là có hay không có, nhưng chỉ là dấu hiệu hình thành, dấu hiệu gọi là cấu thành nên tội phạm. Tại sao không làm rõ? Tại sao các cơ quan quản lý ở đâu hết rồi? Sao không vào cuộc làm rõ những câu chuyện đó, làm rõ là công khai thông tin đó cho mọi người. Khi mà chúng ta càng minh bạch, càng công khai thì niềm tin vào thị trường, niềm tin vào các tổ chức, các gọi là các cơ quan hoạch định nó càng cao hơn thì mới thu hút được người ta mở thêm tài khoản, phát triển thị trường, coi kênh thị trường tài chính là một kênh gọi là đầu tư chung và dài hạn, có thể thay thế được kênh huy động vốn tại ngân hàng. Thế có như vậy thì nền kinh tế nó mới phát triển được. Dòng tiền của trong dân báo rằng là huy động vốn ở trong dân, huy động vàng ở trong dân, nhưng mà tại sao dân họ vẫn cứ đem vàng cất vào trong ống? Vấn đề nằm ở đâu? Chúng ta không nói, chúng ta không làm, chúng ta không hành động, chúng ta không nhấc chân lên, cả cộng đồng không cùng chung tay thì có mà phát triển vào mắt. Thực tế là nó như thế, chẳng bao giờ phát triển được, và là những đứa con không chịu lớn, chẳng lớn được. Bởi vì sao? Bởi vì vấn đề như nào chúng ta làm rõ với nhau. Thực tế cái việc mà tôi và các anh chị đang làm ở đây á, nó là trách nhiệm, nói những một số cá nhân trong nhóm chúng ta nói đó là trách nhiệm không phải của chúng ta mà của những thành phần khác. Phải tuyên truyền về thị trường tài chính, phải làm minh bạch thị trường lên. Bởi vì một môn học trong tài chính, trong đại học kinh tế, trong đại học ngân hàng luôn dạy và luôn giáo dục chúng ta đó là minh bạch thông tin, bất cân xứng thông tin. Chúng ta không làm tốt được việc bất cân xứng thông tin, minh bạch thông tin, làm rõ các vấn đề thì đừng mong thị trường phát triển về mặt dài hạn, đừng mong thị trường lớn lên. Tôi chẳng biết là có lợi ích như nào ở phía sau hay như thế này thế kia, nhưng thực tế nó đang diễn ra như vậy. Và đừng để cho những thành phần như chúng ta đây phải luôn phải đặt những câu hỏi nghi vấn và đưa ra những tin đồn thổi không có lợi cho cơ quan quản lý, đưa ra những đồn thổi là những thứ mà không nên để người ta phải tự vẽ ra, tự viễn hoặc ra. Bởi vì nó, thứ nhất, việc đồn thổi, người đồn thổi là vi phạm pháp luật. Thứ hai, cái việc đồn thổi nó sẽ thường hay là không đúng, không trúng và sẽ là mang tính chất suy diễn. Vì vậy nếu để làm được cái câu chuyện không có chuyện đồn thổi, không có chuyện suy nghĩ về theo cái hướng là thiếu tiêu cực, thiếu minh bạch, thì chúng ta phải minh bạch, phải làm rõ nó ra trước, thì sẽ đương nhiên thông tin luôn luôn đi trước, thì sẽ không ai có thể gieo rắc cái vấn đề là đồn thổi việc linh tinh là vì lợi ích này, vì lợi ích kia. Chúng ta lờ đi, thực tế chúng ta có lờ đi không? Thực tế chúng ta có vì lợi ích này, vì lợi ích kia không? Chúng ta làm rõ vấn đề nó ra, rồi chúng ta sẽ thấy rằng là các cơ quan quản lý đang làm rất là tốt, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Thế thì mới không có những cái việc đồn gây bất lợi cho thị trường. Và là những người yêu nghề, là những người dám nói, dám hoạch, tức là dám thể hiện cái vấn đề như thế, thì chúng ta mới mong rằng là chúng ta mới phát triển lâu được. Tại sao chúng ta không đặt ra câu hỏi là tại sao nghề nào cũng có cái thâm niên công tác rất là cao, nhưng cái nghề đầu tư tài chính lại là cái nghề mà có thâm niên công tác rất là thấp và tính đào thải rất là lớn. Chúng ta chỉ nói rằng là nó khó khăn nên tính đào thải nó cao, cũng đúng nhưng cũng không đúng. Tại sao cũng đúng? Bởi vì áp lực của nghề này rất là lớn, đó là chuyện đúng, nên tính đào thải nó cao so với những người không chịu nổi được cái áp lực của nghề. Nhưng nó cũng không đúng, bởi vì đơn giản đó là cái việc mà không phát triển bền vững về mặt dài hạn, sau 15 năm phát triển mà nó chẳng đi đến đâu hết, nó vẫn cứ ì ạch ra. So với cứ đem một thị trường chứng khoán phát triển ra để so sánh, chúng ta sẽ thấy rằng là nó không chịu lớn. Nó không chịu lớn bởi vì chính những cái hệ lụy mà chúng ta đang phải gặp phải, nó dẫn đến nó kéo lùi thị trường. Nó kéo lùi thị trường. Và khi mà đã để tạo ra những cái tiền lệ nhất định trên thị trường, đã và đang tạo ra những tiền lệ, thì sau này đơn giản, ví dụ như tôi là một người trong nghề, tôi cũng nghĩ đến câu chuyện là chúng mày làm được, tao cũng làm được, đúng không? Và sẽ nhiều người có tư duy nghĩ như thế, nó sẽ là tạo ra tiền lệ. Và ai sẽ là người chịu cái hậu quả? Tức là những người ít hiểu biết, kém hiểu biết thì sẽ chịu hậu quả. Ai nữa? Là thị trường sẽ luôn luôn không bao giờ lớn lên được, không bao giờ phát triển lên được. Đừng tưởng là các nhóm này nhóm kia làm được mà các nhóm khác nó không làm được. Rất nhiều thành phần trên thị trường, và thành phần này làm được, thành phần khác cũng làm được. Nó sẽ tạo ra những cái tiền lệ nhất định mà sẽ làm nên một cái câu chuyện, đó là nó phá nát cái thị trường. Chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy. Đừng để phải ghi vào trong sử sách của thị trường chứng khoán Việt Nam nó là một điển tích lớn nhanh hơn Thánh Gióng. Không phải một mà có khi mai mốt sẽ có một cuốn sách ghi về 100 hay 200 những Thánh Gióng Việt Nam, chỉ trong vòng vài năm sẽ phát triển như là thần thánh, là báo. Thì đương nhiên thôi, nó có thể lồng ghép trong thị trường, có tính chất đầu cơ, có tính chất gọi là mang tính để kích thích, nhưng nó phải là một cái gì đó nó mang tính nhẹ nhàng hơn, nó mang tính hữu ích hơn, và nó đừng gây ra bức xúc trên thị trường. Còn những cái câu chuyện, những cái thương vụ mà gọi là nó rõ ràng đến mức là làm cho thị trường nó tạo ra những cái suy biến, nhưng gọi là những cái suy luận, những cái nghi vấn, rồi những cái bức xúc, thì chúng ta cũng nên nói nó ra, nên làm rõ nó ra. Để làm gì? Để là rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ hiểu được rằng là chúng ta chứ không ai hết sẽ chịu trách nhiệm về những hành vi của chúng ta đang làm. Chúng ta cổ súi nó, chúng ta im lặng không nói về nó, chúng ta gọi là cố ý không tố giác, vì biết mà không tố giác thì là gọi là cấu thành lên điều 314 của Bộ luật hình sự là tội không tố giác tội phạm. Và thêm vào nữa, chúng ta cổ súi, chúng ta góp vào cái công sức thực hành, là những người cùng góp công sức thực hành vào đó, gọi là trong cái về cái việc mà đồng phạm, cái luật về đồng phạm, chúng ta cùng góp sức vào. Đây, trong luật hình sự nói rõ về cái đồng phạm, tức là chúng ta cố ý và cùng góp sức vào đó, thì đương nhiên chúng ta là đồng phạm. Nói vậy thôi. Thì hôm nay, thì buổi sáng nay thì em cũng lấy cái ý tưởng từ một cậu ông anh nói chuyện về cái vấn đề này, thì em cũng chỉ nói chung vậy thôi, cũng chẳng nói cụ thể và chi tiết vấn đề gì hết, nhưng mà chúng ta làm rõ lại với nhau là chúng ta chứ không ai hết đang là đồng phạm. Chúng ta là những người thực hành và góp sức thực hành, thì sau này chúng ta phải chịu trách nhiệm về những cái vấn đề mà có gây lên những cái thiệt hại ngắn hạn, hay có tạo ra những cái gọi là cái tiền lệ, tạo ra những cái bất cập, tạo ra những gọi là nó gọi là những cái kéo lui thị trường, thì chúng ta là người hướng và chúng ta không được, không và cũng không nên là lúc lúc thì lại kêu khóc hay chửi bới thị trường. Bởi vì chúng ta chỉ không ai hết, chúng ta chính là những con bạc khát nước ở trên thị trường. Chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ hưởng cái hậu quả đó. Vậy thôi. Rồi nó nói thì nói chung là chó nói giống ai hay nói chó cứ sủa đàn người cứ đi, mình càng nói nó lại càng được đà, nó lại càng tăng, nó lại càng lớn, nó lại càng thối. Kệ, nhưng mà vấn đề là nói vẫn phải nói, nó lớn thì nó sẽ vẫn phải lớn, nhưng chúng ta nói để làm rõ tư duy với chúng ta rằng là chúng ta hành động như thế nào thì sẽ nhận lại kết quả như thế đó. Chúng ta gieo cái nhân gì thì sẽ gặp quả đấy thôi, và chúng ta không nói, không có ý kiến gì, không có những cái phản biện. Bởi vì xã hội bây giờ là thứ nhất về chính phủ là chính phủ phục vụ, đó là quan điểm rõ ràng của chính phủ rồi. Về hành vi trên thị trường hay là những cái phản hồi trên thị trường, đó là trên tinh thần xây dựng và góp ý xây dựng, phải gọi là tranh luận để xây dựng, để phát triển. Và chúng ta phải nên và sẽ phải tiếp tục có những ý kiến như thế. Mong rằng là cái video này sẽ nhận được cái sự ủng hộ nhiệt tình của các anh chị. Cũng cùng với đó thì sẽ có thể sắp tới đây sẽ có những cái rắc rối vì khi mà dám phát biểu, dám nói những cái điều mà mọi người không nói. Nhưng mà vì yêu cái thị trường này, vì mong muốn rằng là cái thị trường, cái ngành nghề này nó phát triển mạnh hơn, bền vững hơn, và cái công cuộc mà xây dựng cái thị trường này nó phải từ những cái gọi là những cái tiếng nói, những cái cách làm mang tính chất gọi là xây dựng của cả cộng đồng thì mới mong ngày càng phát triển được, ngày càng gọi là chúng ta cùng nhau gọi là chung tay lại thì nó mới cùng phát triển được. Cảm ơn các anh chị, chúc anh chị một buổi sáng có nhiều những cái thành công. Mời cả nhà cùng cà phê. Hôm nay thì là cũng nhân tiện là ngày mùng 8 tháng 3 thì trong cái gay gắt thì cũng có cái sự hiền hòa, thì cũng gửi lời chúc tới những bà, những mẹ, những bạn là đồng nghiệp, là những người cùng yêu đam mê cái ngành tài chính. Một cái ngày mùng 8 tháng 3 nhiều niềm vui, sức khỏe. Chúc thêm là những anh chị em nào mà đang là phụ nữ mà cùng đang chung tay với cái nghề khốc liệt này thì ngày mùng 8 tháng 3 luôn luôn tươi khỏe, tươi khỏe, đẹp và thông minh để phục vụ cho thị trường, phục vụ cho cái công cuộc gọi là phát triển cái thị trường ngày một bền vững hơn, tạo ra nhiều lợi ích cho cộng đồng hơn, tạo ra nhiều cái lợi ích và cho xã hội nhiều hơn. Cảm ơn các anh chị đã tham gia, đã ủng hộ. Nhớ là chia sẻ thật mạnh, nhớ là bình luận thật nhiều, nhớ là tranh luận thật ác. Chúng ta sẽ là những người cùng nắm tay nhau để xây dựng cái thị trường này ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các anh chị và những người bạn, đồng nghiệp và những người cùng đam mê cái nghề này đã bớt chút thời gian buổi sáng lắng nghe Thắng nói những chuyện tào lao biết đâu. Cảm ơn cả nhà.